Thì đi đâu đây? Con chào mọi người, con tên là Phước Anh. Hôm nay con chị hai với chị ba lên sân thượng ta hát lá bạc hà mẹ kêu. Rồi rồi, hát đi con. Đâu cái lá bạc hà đâu? Dạ Vô hôm nay đây. con chỉ là đây là Đây lá đây bạc nè, đây nè. hà. Đây là cái vườn rau bé bé nhà em nha cả nhà. Đây. Đây là cây húng quế nè, cái bạc hà đâu con? Đây, cây bạc hà này cả nhà. Đó. Rồi hai 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 mấy lá đi xuống, hai mấy lá xuống dưới cho mẹ nè. Đó. Này siêu si cho siêu si hái nó siêu ngồi xuống không hái đi con hái mấy lá đi ngồi 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 xuống lấy mấy lá đi đừng lấy nguyên cây hái lá thôi nhặt cái lá thôi đó cho nó thơm con ngồi xuống đi xin xin ngồi xuống nhặt lá đi rồi đây cả nhà cái sân thượng nhà mình ha lâu lâu quay cho cả nhà một xíu sáng nay chưa có quét nhiều đây xu lý chổi ra cho ba quét mấy con có chiếu nè coi đây đây cả nhà đây là hoa quỳnh anh nè cả nhà đó có hai màu đây nhà em mua cái màu hồng với cái màu vàng làm bốn cái chậu này cả nhà đó bốn cái chậu này cho nó leo lên cái khung của nhà em đó, lâu lâu giới thiệu chút xíu cả nhà về cái sân thượng ha đây là cái cây cây chanh này là 11 giờ rưỡi trưa đó cả nhà trên này cũng khá là mát ha cái chanh nè lá xanh mướt luôn đó cái hoa quỳnh anh đi cái hoa màu vàng này nó cũng ra mấy cái chồi non này đó đây màu hồng này cả nhà cái này có 30.000 một chậu thôi cả nhà ha mình mua về xong rồi mình thêm đất vô cái mình trồng nhà em trồng hai màu này qua đây chút xíu là cây này cây tắc đó cây tắc nè đó nhà em trồng cây gì cũng trồng hết có chỗ trống là em trồng thôi còn đây là mấy cái hoa này hoa gì xu có biết tên không mấy cây hoa này em không tên nữa nhưng mà để trồng cho nó rủ xuống phía kia đây cây hoa lài lấy hộp rác nữa con hộp rác hốt con đây cây hoa lài còn đây cây ớt sừng trâu siêu bự luôn hôm trước mua cách đây có hai tuần nó có chút xíu à còn phía trong là cái cây bông bụp mấy cây này chen chúc nhau nó sống ở đây được cả nhà nhưng mà nó vẫn ok còn đây là cây sabo có đường trái lấp lúa ở trong này luôn nè đó có một cây sabo ồ cái này nó lắc quá để em chúc em cho nó chắc lại xíu rồi bên trong là cây lộc vừng đây là cây ổi đây là cây cốc thái nè cây cốc thái nè cũng có mấy được mấy trái nè cọc thải rồi dưới này là rắc mấy cái hạt cải nha đó lụm ra bụi đây có cải nè cải rồi hôm nay là ngò gai cây sống đời đấy cây trang trí này coi nha đó cây bông bụp nó có hai màu luôn có hai màu rồi đó, nó nhiều lắm ui cây sabo nó ra trái quá trời luôn cả nhà ui nó ra liên tục luôn mà chưa có trái nào được ăn hết trơn á rồi sơ sơ cái cây này đi chú hái chưa xô đây nè ba có mấy lá vậy dạ bốn vậy hả ừ lấy thêm đi con ở đây là bên này là cây mận bên này cây mận nha cả nhà cây mận nè đó cây mận cây bông dừa à cây mận cây bông dừa nè đó em út đang hái nè quét cho sạch đi sơ quét mấy con nó xong rồi con giết nó luôn đừng được giết đi đừng có để nó xong cho nó chết lấy cái cây gì chứ chết đi rồi sơ sơ hả cả nhà ha sân thượng nhà em đây đó một mảng xanh xanh này đó chúc em trồng nó thêm xíu nữa nha rồi rất là lâu mới ra clip nha cả nhà rồi ba cả nhà nha à đây nữa rồi đây là cây nha đam nữa đó, lâu lâu em quay cả nhà mình xem ha rồi bye nha su bye bye cả nhà.